thì chúng tôi lục lại xem lý do gì mà mình niệm Phật mình chưa được vãng sanh, và mình chưa thấy cái lợi ích của cái việc niệm Phật. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc lợi ích của niệm Phật, lợi ích của việc niệm Phật. Chúng tôi dẫn ra vài câu này để cho quý vị nghe, và chúng tôi sẽ nói chuyện sơ một chút xíu nữa. Bây giờ là hết 30 phút rồi. Tổ sư Ấn Quang Ngài có dạy rằng, Ngài ghi là trích ở trong kinh, kinh Phật dạy, nhưng mà Ngài không có nói trong kinh nào, nhưng mà chắc chắn là đoạn này ở trong kinh. Có thể là không nguyên văn, nhưng mà Ngài lấy cái ý ở trong kinh Ngài viết ra, lắng nghe. Chí tâm niệm Phật một tiếng diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Cái câu này chúng tôi và quý vị cũng thường hay nghe đúng không? Hòa Thượng Tịnh Không cũng hay nói câu này. Chí tâm niệm Phật một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, diệt được tội 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Kinh khủng không? Rồi lắng nghe tiếp câu nữa nè. Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báu suốt trăm năm. Lúc trước chúng tôi có giảng cái chỗ này, chúng tôi cảm ngộ được cái điều này. Cho nên thành ra vừa rồi đây đi xuống ở chùa Cảnh Thái là cái việc hướng dẫn cho họ để mà có được cái đạo tràng niệm Phật. Quý Phật tử và Đại Đức trụ trì sẽ hướng dẫn cho họ tu hơn là chúng tôi đi giảng. Bởi vì bọn phàm phu chúng ta nếu mà giảng để mà thông cái lý mà không cho áp dụng thực hành, thời gian họ chán họ bỏ liền. Để ý đi. Còn có những người họ thực hành rất tốt. Có vị Phật tử ngồi trong này nè, nghe những vị đó nói là chỉ niệm A-di-đà Phật thôi, không còn phải thêm cái gì khác. Họ niệm thời gian 5-6 năm, 4-5 năm, họ ngán quá họ cũng bỏ luôn. Họ không thông được cái lý. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Cho nên thành ra là cái việc mà mình chỉ cho người ta niệm Phật, cái công đức này là thuộc công đức vô lậu rồi. Còn cúng dường bảy báu suốt trăm năm đó là thuộc cái phước hữu lậu. Nhưng mà nếu mà người này người ta không cần phước hữu lậu của nhân gian hoặc sanh về cõi trời để hưởng á, mà họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì nó biến cái phước hữu lậu này thành cái phước vô lậu, nó trở thành công đức. Chỉ trong tâm niệm mình khởi lên thì nó có sự thay đổi biến chuyển như vậy đó. Cái công đức niệm Phật mà để mà mình muốn cho đời sau mình làm người được người phú quý, làm vua trời người á nha, thì nó trở thành hữu lậu mất. Đem cái pháp vô lậu mà tu trở thành hữu lậu. Cái pháp là cái pháp vô lậu, cái nhân là nhân vô lậu, mà do cái nguyện của mình nó hữu lậu trở thành cái quả hữu lậu mất. À, cái chỗ này quan trọng. Nghe một câu nữa nè. Chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Cái lá thư ở trong này, ông này ông quá đau khổ, ông bệnh tật cũng quá đau khổ. Tổ sư Ấn Quang mới nói ba câu này: niệm Phật một tiếng diệt được trọng tội 80 ức kiếp sanh tử. Chỉ cho người đó niệm Phật một tiếng, một tiếng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Chí thành niệm Phật thì không có bệnh gì mà không tiêu. Bệnh từ nghiệp mà sanh ra, thân này tạo ra nghiệp sát trộm dâm dối, rồi từ thân này lãnh thọ bệnh. Bệnh là quả của cái nhân tạo sát trộm dâm dối, và cái nguồn động lực để tạo nên sát trộm dâm dối đó là khởi hoạt tham sân si. Con người mình chưa chứng quả A-la-hán, cho nên chưa đoạn được tư hoặc tham sân si mạn nghi, nó còn ở trong đó. Mà khi mà công phu yếu dần xuống và thuận cảnh cho nó, để cho nó có thể là thuận tiện cho nó, và nó khởi lên một cái lúc mà cái tâm mình nó khởi đến một cái nồng độ cao á, mà không có cái pháp nào khống chế nó, thì nó sẽ làm liền sát trộm dâm dối. Họ ăn thịt vô tội vạ, họ ăn những con súc sanh vô tội vạ, và không có thể nào hiểu được rằng là tất cả chúng sanh là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật của tương lai. Giết nó mà ăn không khác gì giết Phật. Trong văn sao Ấn Tổ nói. Tin nổi không? Không tin nổi. Lý do gì không tin nổi vậy? Do thiện căn họ quá yếu kém, do cái lòng tham ăn của họ quá mạnh. Đúng không?
Cho nên họ không sợ tội lỗi, không sợ. Đến cái lúc đọa lạc thì lúc đó họ mới sợ. Còn cái hoa báo xuất hiện thì họ cũng hơi sợ mà cũng chưa ngán lắm. Hoa báo tức là họ bị bệnh hoạn á, họ bị coi như là tán gia bại sản, thân bại danh liệt, họ cũng chưa sợ đâu. Chừng nào mà toàn thân tâm đó mà chết đi và tâm đã gieo vào trong loài súc sanh ha ba đường ác, lúc đó thì đã muộn rồi, hối tiếc cũng đã muộn rồi. Bây giờ mình niệm Phật như thế nào để cho mình tiêu được 8 ức kiếp trọng tội sanh tử? Chúng tôi ngồi suy nghĩ, cái này là chúng tôi ngồi suy nghĩ ra mà cũng căn cứ nơi văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Niệm như thế nào? Cái người niệm Phật này muốn tiêu được và diệt được tội 8 ức kiếp trọng tội sanh tử thì người này phải như vậy nè, phải như vậy nè. Xe chạy bộ, Tổ sư Ấn Quang ngài trả lời cho cô Trần Liên Anh thì ngài nói là người niệm Phật muốn diệt được trọng tội, muốn tăng được công đức, thứ nhất người niệm Phật trong cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải chứa đựng đủ tín nguyện. Rồi chúng tôi mới liên hệ cái chỗ mà ngài nói tín nguyện, cái người mà có tín nguyện là như thế nào. Cái người mà có tín nguyện tức là người ta xả ly ta bà triệt để. Họ xả ly triệt để tức là tiền bạc của cải châu báu ngọc ngà họ có là họ xài chơi thôi. Họ xả triệt để và họ xem ta bà này như quán trọ, như lao ngục, họ đang bị giam cầm trong đó như hầm xí không đáy. Và họ mong tha thiết nguyện ngày đêm nhớ về Tây Phương Cực Lạc, muốn về lại cố hương quê hương đó là Tây Phương Cực Lạc. Hai ý niệm này cùng lúc xuất hiện thì người này có tín nguyện. Ghê chưa? Cái nguyện đó là họ tha thiết như người lữ khách mong về cố hương. Mình có không? Có không? Coi lại trong tâm mình hàng ngày có không? Đấy, nếu không có là không có nguyện trong đó đúng không? Không có nguyện trong đó. Chỉ những người họ gần chết rồi đó, họ không giữ cái thân này được rồi, họ mới kêu Phật Di Đà ơi rước con đi, con chết rồi, còn sống là lo đủ thứ chuyện hết. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Coi lại đi. Như vậy là mình niệm Phật mình không có được cái tín nguyện, rồi mình xả ly ta bà tốt không? Có xem nó như là quán trọ để mình mong về cố hương, mình có xem nó là như lao ngục không? Nếu mà có những người nghe vậy là nói mấy người này bi quan im thế, đang sống sờ sờ của cải vật chất con cái mà mình kêu là dư lao ngục, có phải lao ngục không? Trời, có nhiều người càng có của càng khổ. Hai vợ chồng chưa có tiền thì một túp liều tranh, hai trái tim vàng sống hạnh phúc. Bắt đầu có tiền lên rồi bắt đầu tài có đó, rồi sắc nó theo đó, rồi có vợ bé, rồi đi lang chạ, rồi gia đình đổ vỡ, khổ đau rồi chia tài sản, con chi đàn sẽ nghé. Bây giờ mới nói là ước chi nếu không có tài sản, không có của cải, hai vợ chồng mình cứ sống như rứa, đến cuối đời thì an vui biết bao nhiêu. Coi lại đi, coi lại đi. Phàm phu mình mà đụng đến là của cải thì coi chừng như rắn độc, coi chừng. Không có định hướng được để làm phước, chỉ hưởng cho hết. Hưởng phước không thể nào mình hưởng tận, mà hưởng tận là sẽ đi ăn mày. Ai hiểu nhân quả này không? Sao họ hiểu nổi, họ đâu họ đọc lời sách thánh hiền mà họ hiểu được điều này. Không ai dạy họ, không ai nói thì làm sao họ hiểu được điều này. Mà có những người họ hiểu cạn, họ chưa thông được cái lý, họ chưa ngộ sâu, họ cũng làm không nổi. Họ cúng dường họ còn tiếc nữa, chứ đừng có nói chuyện là người mà không học. Đúng không? Coi lại. Vì vậy cho nên cái người mà niệm Phật muốn tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử thì trong câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phải đủ tín nguyện. Chỗ này là chỗ kiên quyết mà cái chỗ quan trọng cực kỳ. Nếu mà họ đủ tín nguyện, họ chỉ 10 niệm là họ vãng sanh lúc lâm chung. Bảo đảm như vậy. Và có nhiều người họ niệm quá nhiều niệm mà không được vãng sanh là do cái niệm này không có tín nguyện. Cái nguyện này không như con thơ niệm Phật danh như con thơ gọi mẹ. Và họ niệm Phật danh mà không muốn vãng sanh Tây Phương. Và cái nguyện tha thiết vãng sanh không có. Không có. Có khi nào cái nguyện tha thiết vãng sanh mình nó bằng với cái đồng độ mình chuẩn bị có chồng không? Có không? Thấy cảm giác có chồng biết không? Ngày đêm mong đám cưới làm sao, cái nhà sẽ về ở như thế nào, rồi sao sắp xếp đủ chuyện. Cái chuyện gì trong thế gian này sắp xếp cũng tươm tất hết, mà riêng cái chuyện nguyện vãng sanh nó là yêu nhớ, thì làm gì có nguyện trong đó. Cho nên Tổ Ấn Quang nói rất hay. Cái người mà niệm Phật không chuyên nhất nhưng mà họ đủ tín nguyện là con người này bớt vọng tưởng, và con người này lúc lâm chung là chắc chắn vãng sanh. Liên Trì Đại Sư quả quyết điều này không thể thay đổi được. Ây da, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng.
Cho cái người niệm Phật mình mà niệm Phật để gieo cái viễn nhân đời sau làm vua trời người á, là người này không có tín nguyện rồi đó. Chắc chắn là không có tín nguyện rồi đó. Họ chỉ có nguyện đời sau làm người, hưởng hết phước rồi họ cũng đọa lạc thôi. Đó là cái thứ nhất nè. Thứ nhất nè, cái thứ hai nè. Cái thứ hai, người này niệm Phật trong danh hiệu Phật đó phải chí cung, chí kính, chí chân, chí thành. Bốn cái chí. Chí là cao tột, đại thế chí là cao tột. Chí là cùng tột, cùng tột gọi là chí. Chí cung, chí kính, chí chân, chí thành. Mà họ đạt bốn cái chí này rồi và họ tưởng như Phật hiện diện trước mặt, họ lạy Phật, họ thấy Phật như đang hiện diện trước mặt, mà họ chí cung, chí kính, chí chân, chí thành mà không có cung kính chân thành, thì niệm Phật giống như là hát tuồng. Cái người lên diễn tuồng rồi chơi vậy đó. Hết màn tuồng rồi họ xuống, không ăn thua, không ăn thua, không phát xuất từ nội tâm. Ghê chưa? Sâu sắc không? Thấy sâu sắc không? Hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là niệm Phật phải đầy đủ lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Họ niệm Phật nó khởi được tác dụng, họ thấy cái niềm vui trong danh hiệu Phật, họ thấy cái công đức này để tiếp dẫn một thời gian họ sẽ về Tây Phương Cực Lạc, không có cái gì vui bằng. Cho nên của cải vật chất họ xem như đôi dép đức, họ không có quan tâm gì lắm. Họ, vậy mà lại cái phước nó lại tới nhiều, rồi họ bố thí cúng dường không tiếc, thì người này niệm Phật đạt được bố thí ba la mật luôn. Tài thí, pháp thí, vô ý thí, tâm thí, tỳ hỷ thí. Họ đủ hết những cái thí đó. Và trong công đức họ niệm Phật, họ đủ cái bố thí này. Trong cái lục độ họ đủ cái bố thí này, thì cảnh giới cực lạc mới chứa đựng cái con người này. Có người này mới về cảnh giới cực lạc được. Họ niệm Phật, họ trì được cái giới, là trong tâm của họ không khởi một niệm ác được. Và trong tâm họ luôn luôn khởi niệm thiện, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Đó là hai câu ba quát, tổng quát hết của lục tạng. Của lục tạng. Trời, cái chỗ này tôi sửa quan nói trong văn sao coi tuyệt, tuyệt. Coi vô một cái là phải nói là tuyệt. Sở dĩ mình niệm Phật mà mình chưa có tiêu được tội, mình chưa tăng được công đức, là mình niệm Phật nó không có đúng cái cách để mình niệm Phật đó. Hôm nay mình biết cái cách niệm Phật chưa? Niệm Phật là người này phải phát giống mảnh bồ đề tâm, bố thí xả ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là trong đại địa tam thiên đại thiên thế giới, không có chỗ nào mà ta không có bố thí đầu mắt tỷ não, thân thể ta và quốc thành thê tử, vợ con. Kinh khủng chưa? Mà cái người niệm Phật mà khi họ có cái niềm vui của người niệm Phật rồi á ngang, thì họ không có cái gì mà đánh đổi được hết. Họ không có cái gì mà đánh đổi được hết trơn á. Và họ bố thí rất dễ dàng. Còn người không niệm Phật họ còn toàn là niệm tiền, niệm của cải vật chất. Cho nên thành ra cái tâm nó trói buộc trong đó. Khi mà nó mất hoặc họ ra đi thọ mạng họ hết. Mà cái thường cái người mà họ thường trói buộc trong đó nặng, họ tham nặng, thì nó sẽ ra đi rất nhanh. Nó hết cái phước. Mà khi ra đi là họ khùng điên, họ chết liền. Họ khùng điên, họ chịu không nổi. Cũng như cái xác này họ bám quá chặt cái xác này, và họ bị huệ lụy với nó nhiều quá, thì khi mà bệnh hoặc thọ mạng hết thì họ chấp vô đây. Có nhiều người vài nghìn năm họ còn chấp vô cái xác. Mà thiêu rồi còn hủ cốt rồi mang về chùa, họ còn lọc cọc ở trong đó nữa. Cho nên cái nhã chấp là cái mà nó là kinh khủng nhất, mà đến A-la-hán mới đoạn, chứ không phải đơn giản đâu. Niệm Phật phải đầy đủ lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cái người mà thường niệm Phật rồi, họ có sức chịu đựng, họ kinh khủng lắm. Người ta nhục mạ, người ta coi như là hủy bán họ, người ta làm cho họ đau khổ, họ chịu đựng một cách rất là dẻo dai. Bởi vì cái niềm vui họ an vui quá, không ai lấy cái niềm vui này được, không ai làm cho họ bất an được. Cho nên họ không có bực bội, tức tối. Cho nên cái sự chịu đựng với sự nhẫn nhục của họ rất cao. Nếu họ dụng công tốt, bố thí trì giới nhẫn nhục và tinh tấn, ngày đêm họ tinh tấn. Họ tinh tấn. Vừa rồi chúng tôi ra ở ngoài Đà Nẵng, có gia đình chú cô Diệu Hiền đã mời ra chúng tôi. Thường mỗi lần chúng tôi đi là thích cúng dường trai tăng. Hôm đó cũng hơn 100 vị chúng tôi cúng văn sao với lại sâm cúng dường. Có hòa thượng đã 70 mấy tuổi mà ngày ngồi trên đàn ngày chẳng tế. Ngài nói là tôi đi tu từ lúc 15 tuổi đến hôm nay, tôi không bỏ công phu sáng. Tinh tấn à, tinh tấn. Không bỏ công phu sáng. Mấy thầy có bỏ công phu tối hoặc mấy thầy có như thế nào, nhưng mà sáng đừng bỏ. Thí dụ thời Lăng Nghiêm hoặc thời Đại Bi hoặc thời Phổ Môn hoặc là thời Lạy Phật, đừng bỏ buổi sáng. Vì sao vậy? Cái buổi sáng đó là cái buổi mà mình công phu để cho nó đánh tan hết cái buổi đêm mình ngủ. Mà thường đêm mình ngủ là mình hay si mê.
mình si mê, mình chìm trong cái giấc ngủ, nó gọi là ngủ dục tài sắc danh thực thì, thì là ngủ, mình ngủ chìm ở trong đó. Cho nên cái si mê si dại của mình nó rất sâu, nó rất sâu. Cho nên hàng ngày mình đi làm công việc là nó cứ làm toàn bộ nhân quả xấu ác không, toàn là những cái làm cái chuyện gọi rằng là không có sáng suốt, bởi vì mình không có công phu để mình đánh tan cái si mê đó. Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà cái người mà bỏ công phu sáng thì người này một thời gian họ sẽ bỏ công phu tối, và công phu họ bắt đầu lũng củng từ từ, bồ đề tâm họ thối chuyển là họ bỏ tu luôn, họ bỏ công phu luôn. Có nghĩa là họ không có thể nào tin tưởng họ tu tập được. Cho nên chúng tôi có mệt gì đi nữa, mệt thì sáng dậy mà có gật gờ gì đi nữa là cũng không dám bỏ. Bởi vì sao vậy? Nó thành thói quen. 2 giờ là cái giờ bình minh của chúng tôi, 3 giờ đến 6 giờ là cái chuyện công phu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng tu như quý vị vậy đó, mở cái máy ra tụng phổ môn buổi sáng, xong cái mở cái máy ra đơn giản vậy thôi, một câu Nam Mô Di Đà Phật trong máy, một câu mình niệm ra tiếng, nếu mệt mình niệm thầm nhép môi Nam Mô Di Đà Phật, nó hơi buồn ngủ một chút cái chúng tôi đi kinh hành, kinh hành chập cái quay lại ngồi, ngồi chập cái lễ, cũng vậy thôi à, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái hay của cái công phu của mình là một câu trong máy mình lắng nghe, thì lúc đó vọng nó khởi không được, để ý coi, người có cái phước báu nó bảo bọc thọ mạng, cái người niệm Phật có cái công đức nó bảo bọc thọ mạng, cho tiền bạc bảo bọc không được đâu. Giỏi lắm là nó vô nhà thương để chữa mà bác sĩ cũng bó tay à, chữa không được. Bây giờ cái nghiệp mình đến cái lúc mà phải thọ mạng hết thì chỉ có cái công đức nó kéo dài thọ mạng, cái công đức phóng sanh, công đức niệm Phật, công đức lễ Phật, công đức in kinh, công đức cúng dường trai tăng thì kéo dài thọ mạng, bảo bọc thọ mạng được. Để ý đi, cái này không ai giành mình được đâu. Vậy chúng tôi nói chưa cảnh thái. Và cái người niệm Phật nó có được một cái kết quả, đó là chánh định và chánh thọ. Hai cái câu này chúng tôi tâm đắc tổ sư Ân Quang ngày nói. Cái người niệm Phật họ có chánh định, tức là tâm họ thường an định trong danh hiệu Phật. Nó không có đau khổ vì cái chuyện mừng giận buồn vui thương ghét mướn. Có những người mà coi như là chồng hả con nói một câu họ chôn chặt trong lòng, mấy đêm họ ngủ không được. Họ tức khùng tức điên luôn. Có phải người ta làm cho mình khổ hay tự mình làm khổ? Cái âm thanh nó qua hết rồi, bây giờ mình chấp cái âm thanh đó để mình đau khổ, mà chấp cái âm thanh đó gọi là sắc pháp. Sắc pháp đó là một cái loại mà âm thanh bên ngoài nó vào, nó ở trong tâm mình, rồi bắt đầu nó sẽ làm cho mình đau khổ. Cũng như sắc sanh xét, xét là ăn sắc, cái đó nó mới làm cho mình đau khổ. Mà cái ý niệm đó chỉ có công đức niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi, có công phu á, mới hóa giải nó được. Chứ còn không thì nó cứ ở trong đó hoài, có khi mình chết với nó luôn. Sắc pháp có pháp trần phiền não thì thôi rồi, phải không ạ? Gọi là chánh định. Rồi thêm một cái nữa đó là chánh thọ. Cái người niệm Phật người ta thọ dụng được cái gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng pháp hỷ, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Thôi nói không hết đâu, nói không hết nổi đâu. Năm 2007, thực sự lúc đó chúng tôi cũng cùng quẩn, không hiểu sao. Cũng 20 mấy năm đi tu mà thiếu thốn chật vật mọi bề. Có làm phước đó, có đi giảng, có đi cúng đó, có đi coi phong thủy đó, có đám ma đó, đi cúng đó, kiểu gì người ta kêu cũng đi, mà sao là không đủ chi phí. Là do ở trong thẳm sâu trong tâm của mình nó thiếu tài, thiếu đức ở trong đó. Mình không biết cách để hồi phục, không biết cách để mình có thể là làm cho nó khởi tác dụng lại được. Lẽ dĩ nhiên cái thể tánh của mình là đầy đủ tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông công đức vô lượng trong đó đủ hết, mà mình không, nó bị vô minh phiền não che lấp, chứ mình không biết cái pháp để mình cho nó khởi tác dụng. Cho nên là kẻ cùng tử, làm kẻ cùng tử mà không có ai trên này. 7 năm trời chúng tôi với lại ông cụ là cụ Thiện Chánh, thêm chú Tiểu đó nữa, nhưng mà không an vui, trên núi buồn, buồn thê thảm. Chúng tôi hay nói là không có gạo để nấu, không bình ga cũng là thiếu tiền mua, chật vật mọi bề. Rồi đi xuống cái chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Nha Trang, giảng xong rồi về, coi như là lục cơm nguội mà ăn, lục cơm nguội mà ăn. Thì nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến cái lời khai thị của Ngài nói, bạn chân thật niệm Phật 3 năm đi, Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp không bỏ bạn đâu. Bạn chỉ bỏ Phật Bồ Tát, bạn bỏ chùa, bạn đi lang thang bên ngoài, Phật tử về không có bạn, và bạn không có hướng dẫn người ta tu, và bản thân bạn thực sự cũng không có hạ thủ công phu. Cho nên thành ra bạn thiếu thốn, làm kẻ cùng tử. Kẻ cùng tử.
Nghe vậy rồi bắt đầu bị chấn động liền, chấn động. Rồi từ một cái mái che ở đây có 4-5 người chứ không phải được như thầy gọi là Quảng Sơn mà chúng tôi xuống rồi mang mấy 500 cái máy xuống mà bữa đó không đủ, bữa nay là có 1.000 cái máy để phát cho quý vị nè. Rồi dưới đó thiếu là chúng tôi sẽ tặng dưới chùa thầy Quảng Sơn. Rồi được cái chùa như thầy Quảng Sơn đâu, thê thảm thê lương lắm, gọi là cái vùng trên này gọi là chó ăn đá gà ăn muối á mà. Biết chó ăn đá gà ăn muối không? Nghĩa là không có trồng trọt được cái gì á. Ở cái chỗ quý vị ngồi là có được cái sân á, chúng tôi ra trồng cam để bán á, mà cuối cùng đâu có lên trái được đâu. Nước thì không có để tưới, rồi cái rễ nó mọc xuống gặp đá, cho nên thành ra cam không có, thành cam chịu ngồi đó nhìn luôn. Không có cam gì hết trơn, trồng không ra trái mà làm gì. Định trồng cam làm kinh tế, mượn tiền người ta, cuối cùng đi trả cũng thật gạch, sặc gạch luôn á, trả không có tiền mà trả luôn. Nó nghèo, nó vô đường cùng là do trong mạng của mình không có, trong mạng mình không có. Mà cái công đức niệm Phật để nó kích động vào trong cái tâm của mình, để bắt đầu nó khởi cái tác dụng lên, để cho từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, bố thí cúng dường, phóng sanh, in kinh làm phước. Cái công đức niệm Phật đặc biệt nó khởi được tác dụng. Mà phải chân thật để mà niệm kìa, chứ không phải là cái chuyện mà niệm mà mong có gạo, cũng không phải niệm mong có ga, mà cũng không niệm mà để mong xây chùa lớn. Niệm làm sao cho lòng được an vui, niệm làm sao cho lòng được an vui. Mà từ đó đến bây giờ chưa bao giờ khởi niệm để mong Phật tử cúng dường, để xây chùa chiền hoặc là kêu gọi gì cả. Phải là công phu như rứa, như thế. Phải công phu như vậy. Cái đó là cái lời dạy của Ngài. Mình phải làm như lý như pháp. 3 năm khởi tác dụng, tự nhiên ông mang 2 tỷ đến ông cúng dường cái chánh điện này, là quý vị biết tự nhiên ở đâu Phật Bồ Tát đưa tới. Lúc đó bắt đầu là Phật tử biết, quý thầy biết, chứ chúng tôi nghĩ niệm Phật với 4 bà già cùng lắm là nguyện được 48 bà già cho ai mà lên núi với mình, đúng không? Thì chúng tôi nhớ được cái ơn của Ngài từ lúc đó mãi đến hôm nay. Và đến hôm nay đặc biệt nữa là cái 49 ngày trong thời gian 7 tuần thất khởi thêm cái tác dụng, đó là niệm Phật một đêm. Mơ ước bao nhiêu lâu này không được. Cái lúc chúng tôi qua bên đó, Ngài còn sống, gặp Ngài năm 2014, lấy cái cách mà Ngài niệm A Mi Thồ Phò từng chữ mà rời hơi chậm, mà trong đó là họ niệm một lần 4 tiếng họ đi kinh hành. Chúng tôi thâu đúng âm điệu mang về để ở đây niệm. Một thời gian chúng ít quá, với 2 cái cách đó niệm không vô nổi. Ngài thì Ngài niệm vô được mà mình niệm vô không nổi. Cho nên quay lại cái cách của Tổ sư Ấn Quang nói là phải có thêm 2 chữ Nam Mô, thì cái sự cung kính gia trì Phật cứu độ mình và một câu niệm Chi La Bang á, thì nó lại là an ổn trong đó được. Cho nên câu Phật hiệu cũng không phải dễ niệm đâu ngang. Không phải dễ niệm đâu. Không phải dễ niệm chút nào đâu đó. Nếu mà không chân thật, không cung kính, không tha thiết cầu vãng sanh, cầu Phật lực gia trì, niệm thời gian ngán chán bỏ. Và có nhiều người họ lẹ miệng, nhanh miệng, họ niệm ào 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 ào, họ trấn áp được Phật tử cái thời gian tổn khí bệnh rồi bỏ. Không phải dễ chút nào. Phải có đại chúng rồi mình ở trong đó, rồi từ từ mình hàm dưỡng, từ từ mình đi vô công phu. Nó không phải như là một cái ngành nghề ở ngoài thế gian đâu. Không phải đâu. Nó có cái tâm linh trong đó đó. Cái tâm linh lắm, mình niệm mình phải thấy như là con thơ gọi mẹ đó. Cái câu này nó sâu lắm của Tổ Ấn Quang á. Như vậy cho nên thành ra thực sự hai cái nhịp, một cái nhịp mà khi chúng tôi nghe đĩa của Ngài, mà một cái nhịp nữa đó là cái nhịp lúc này là niệm cho Ngài 49 ngày, nó vào cái nhịp luôn là đại chúng niệm Phật được đêm thứ 7, đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi. Và cái cách của Hòa Thượng Tịnh Không công phu, thực sự Ngài là một vị Bồ Tát cừ khôi. Chúng tôi dùng danh từ cừ khôi nghĩa là Ngài là một vị Bồ Tát mà thực sự mà nói là 4 chữ A Di Đà Phật, niệm không chán, không ngán, và niệm coi như là miên mật cho đến vô tam muội. Không phải dễ nha. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là tôi niệm Phật tôi cần phải có thêm chú Đại Bi để mà trợ hạnh mỗi đêm 25 hoặc 50 hoặc 75. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà Ngài nói cái đó là để dành biểu pháp lại cho phàm phu chúng ta. Và tôi cũng phải niệm thêm Quan Âm Bồ Tát đó. Ở trong cái lá thư trả lời khắp là 10.000 câu danh hiệu Phật, phải là 5.000 câu Quan Âm. Coi lá thư trả lời khắp đi, chúng tôi đọc tới đọc lui rất kỹ. 10.000 câu Di Đà phải là 5.000 câu Quan Âm. Nó lạ. Có nhiều người ta nói thôi tôi niệm Phật được rồi, Quan Âm thêm nó xen tạp, tôi niệm sao thấy niệm Phật nó yếu quá. Nhưng mà cuối cùng niệm một thời gian có vô công phu được không? Có thành phiến được không? Có vô tâm muội được không? Hay niệm thời gian rồi nó chán nó bỏ.
Đó, bây giờ hỏi chung lại mấy anh em từ vô đây bao nhiêu năm trời mình công phu nó có được thành phiến chưa? Thành phiến thôi, thành phiến là câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn, mỗi lúc mỗi nơi ngủ cũng vào công phu làm niệm Phật luôn á. Chưa độn trừ được kiến tư hoặc á thì gọi rằng là chưa sự nhất tâm á, chưa lý nhất tâm mà thành phiến thôi đó, vô nổi không? Hôm bữa nói chuyện với thầy Minh, không phải là cái câu niệm Phật dễ niệm đâu, cái tạp niệm của mình nó quá dày, cho nên vô công phu không nổi, thành phiến không nổi đó. Mình là không có lo cơm áo gạo tiền mấy thầy mấy chú á, không lo cơm áo gạo tiền, không lo nhà cửa, không lo ngày mai hết, coi như là gạo hết ga, thế mà vẫn vô công phu không nổi. Chẳng phải đơn giản, cần phải có Bồ Tát Quan Âm gia trì để cái nghiệp mình nó mòn từ từ, rồi cái thiện căn mình nó bắt đầu nó phát triển lên, rồi lúc đó mình mới có cái niềm vui trong cái lúc niệm Phật, rồi bắt đầu mình mới tha thiết ngày đêm mình chịu niệm, rồi nó gột rửa những cái tập khí phiền não của mình, rồi bắt đầu là con người mình bắt đầu nó mới đi vào, chứ không phải là cứ chầm hầm mà mình gọi rằng ngày đêm mình niệm tổn khí chịu không nổi, hoặc giả là nó bật ngược lại chịu không nổi. Phải khéo léo lắm chứ không phải đơn giản nữa đâu. Nói như vậy không phải là khó, không phải là khó. Trong cái pháp môn tu thiền, tu mật, tu tịnh, tu giáo thì thực sự mà nói thì tịnh độ là dễ nhất đó. Tịnh độ là dễ nhất nhưng mà phải biết cách dụng công đó. Nhưng mà muốn biết cách thì thời gian chúng tôi nói không thể nhiều được nữa. Đến lúc này là không thể nói nhiều được nữa mà giới thiệu sách cho quý vị. Đó, ngoài phòng kinh sách đó, tha hồ sách đầy đủ tặng miễn phí. Vừa rồi đi xuống với thầy Quảng Sơn cũng tặng. Vừa rồi chùa Cảnh Thái chúng tôi xuống một cái 600 mấy chục người, 700 người, gần cả ngàn hộp cơm phát không đủ. Mà hôm sau một cái tự nhiên sao họ vẫn quay trở lại chủ nhật được 200. Chúng tôi nói trời ơi, sao mà họ rút dữ vậy ta, lẽ cũng được 500-600 trở lại chứ. Nhưng mà cái duyên của mỗi người thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ lại. À, sở dĩ mình đến đâu họ đông đó là do cái công đức phóng sanh. Mà khi cái người mà có công đức phóng sanh và thích phóng sanh rồi á nha, thì người ta tụ họp lại rất là đông. Biết đâu mấy cái người đó là lúc trước con cá mình thả, biết đâu chừng, biết không? Cho nên cái công đức phóng sanh là nó đặc biệt. Cho nên tại pháp hội của mình là có gì có cũng là tháng 80 triệu. Hiệu hội chết á, cứ 80 triệu. Cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu. Chưa nói Phật tử họ gửi thêm như rồi. Cô Lợi cô gửi cho cái vị đó hồi hướng 10 triệu. Thêm trong tuần không nói nữa. Cái công đức phóng sanh nó thù thắng. Đặc biệt cái công đức phóng sanh. Cho nên làm cái gì làm cũng không có đỏ công đức phóng sanh. Từ cái ngày hôm nay là mỗi buổi thứ bảy, từ giờ mãi mãi về sau 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, Phật tử các nơi họ bay về, các tỉnh họ trở về đây. Hôm bữa chú Phát ông nói có cái ông ở dưới Phú Yên mà mình mẩy xăm chỗ đầy hết trơn, vậy mình niệm Phật suốt một đêm luôn. Ông niệm suốt đêm luôn á. Vậy cho nên thành ra là nhiều Phật tử họ hưởng ứng, họ sợ là niệm đến cái tuần thất 49 là 7 đêm 6 giờ tối đến 6 giờ sáng là xong. Mà chúng tôi nói theo cảm giác của các Phật tử thấy làm sao thì mấy vị đó kêu nên tổ chức, tụi con trên mạng con thích lắm. Mà mỗi lần buổi tối thứ bảy là trên đó cả ngàn người đông, 500-700, 200-300 có. Nhất là những đêm như vậy rất là đông, họ ở nhà họ niệm Phật. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thấy hai bang chia ra rất là ổn. Một bang thì đôi khi vào 1-2 giờ khuya là họ đuối hết rồi, mà hai bang thì rất là tốt.